Các quý vị lúc này đang là buổi trưa ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Lúc nãy thì có mấy anh em ở từ ở huyện Trường Mỹ đã về để lấy tranh cảm. Thì như vậy là chúng tôi bây giờ đang sửa soạn để chuẩn đi. Thì tuy là trưa nắng nhưng vẫn phải tranh thủ làm, bởi vì là muốn là đầu giờ chiều chuyển đi ngay. Lúc này thì và tất cả những sản phẩm đồ gỗ Đức Hiền là khi xuất xưởng là đều được cọ bằng xà phòng sạch sẽ. Sau này các bác mà dùng lâu mà muốn cho nó mới cứng ấy, cũng chỉ việc rửa bằng cái nước xà phòng loãng. Đây là cái nước rửa bát mình làm, mình ấy cho nó loãng đi, xong mình rửa sạch sẽ là xong. Rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm, hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Xin nhắc lại lúc này đang là buổi trưa ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Đấy, bà thì đang rửa là hai ông cháu đây. Không 0984 666 999.